23 tháng 1, MV Love Wins All của IU và V BTS ra mắt, có nội dung khiến khán giả xúc động. Câu chuyện MV kể về tình yêu giữa hai nhân vật khiếm khuyết do IU và V BTS đảm nhận. Trên đường chạy trốn khối lập phương bí ẩn, họ lạc vào một thế giới đổ nát. Ở nơi đó, họ tìm lại những ký ức tươi đẹp thông qua chiếc máy quay cũ. Cả hai xuất hiện trong bộ trang phục cưới khiến người xem thích thú. Xuyên suốt MV, nữ chính luôn là đôi mắt dẫn đường và là người bảo vệ cho nam chính. Tuy nhiên, ở đoạn cuối, chàng trai lại đứng ra che chở cho tình yêu của mình. Khi cả hai gặp lại khối lập phương, vì BTS không mang đến tính mạng để chống lại nó, MV có kết thúc buồn khiến người xem thổn thức. Những thước phim, cảnh quay trong Love Wins All đẹp tựa như một bộ phim điện ảnh. Bên cạnh đó, ca khúc có giai điệu nhẹ nhàng cùng phần lời mang ý nghĩa tình yêu sẽ chiến thắng tất cả. IU và V BTS có màn kết hợp cực kỳ thành công trong lần trở lại này. Chỉ chưa đầy 24 giờ, bài hát đã lọt top trending trên nền tảng YouTube, Twitter. Diễn xuất của cả hai còn được khán giả khen ngợi hết lời. Tại các trang mạng xã hội, mọi người đều bày tỏ sự cảm động cho chuyện tình đẹp của cặp đôi. Trước đó, thông tin V BTS đóng chính cùng IU trong MV ca nhạc mới đã làm nhiều fan hâm mộ mong đợi. Single mở đường Love Wins All đã chính thức ra mắt vào 18 giờ theo giờ Hàn Quốc vào ngày 24 tháng 1 năm 2024. Các bạn đã xem MV này chưa? Cho chúng mình biết ý kiến dưới phần comment nhé. Và chúng mình là News BTS. Đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất nhé.